móng lên nhau này, thì khi đó là ok. Bước tiếp theo để bẻ lũng chữ T thì mình sẽ dùng cái kim tuyết của mình này, bậc số 3 kim tuyết, kẹp sát cái phần dây cung của mình, phần lòng má mặt trong và phần tròn ở bên ngoài. Bẻ quay ngược trở lại 180 độ. Khi mình kiểm tra thì mình để ý này, cái dây cung của mình nó phải thẳng trở lại. Đó, dây cung của mình thẳng trở lại này. Thứ hai nữa là nó các dây của mình song song với nhau hoặc tương đối song song với nhau. Mình chỉnh thôi. Bước tiếp theo nữa là mình sẽ để cái phần tròn của lòng má, phần tròn xuống dưới và phần lòng má lên trên này. À, khi mình kiểm tra này, hở chân lúc chút xíu này. Thì hai bên tương ứng là nó gần như bằng nhau. Bẻ quay ngược trở lại. Đó, quay ngược trở lại để cho hai chân nó chạm nhau này. Tiếp theo nữa là mình bẻ bậc xuống. Khi bẻ bậc xuống để phần tròn mặt trong, phần lòng má nó bên ngoài. Và chừa chân lúc một chút xíu này, bẻ góc xuống. Đó, để hai chân, hai dây của mình sát nhau. Tuy nhiên ở khi mình quan sát ở đây thì vẫn thấy là một dây ở trong, một dây ở ngoài. Thì mình sẽ sử dụng kìm 123 để đưa hai dây này về trên một mặt phẳng. Để hai chân lúc về trên một mặt phẳng, và khi mình kiểm tra lại thì hai chân lúc thẳng với nhau này. Nó không có một trong một ngoài và hai chân này sát với nhau. Tiếp theo đó mình kẹp vào chân lúc, bẻ ra phía xa. Đó, để hai dây của mình thẳng nhau trở lại. À, mà chồng chồng nhau này, sát với nhau này. Mình có thể kiểm tra trên các mặt phẳng để mình kiểm tra cái độ thẳng của dây cung này. Đây là sau khi mình bẻ được một cái loop để mà có thể là kéo được cái răng nanh của mình. Tiếp theo đó là mình sẽ kích hoạt cái loop này. À, kích hoạt loop này bằng thứ nhất là mình có thể kiểm soát torque. Ở trong trường hợp ví dụ như mình muốn kéo cái răng 1/3 của mình vào phía trong. Ví như trường hợp đây chẳng hạn, thì mình đặt cái dây cung mình từ phía bên ngoài này. Đó, đặt điện từ phía bên ngoài này. Thì phần dây ngắn này đã đi vào rãnh mắc cài. Khi mình muốn đưa chân răng mình vào trong thì mình chỉnh torque, mình cần đến lệnh chỉnh torque. Tức là mình kẹp kìm từ phía bên ngoài này, của dây cung, kẹp vẫn theo chiều dẹt của dây này. Đó, thì khi mình nhìn đây là mình đã thấy cái lúc của mình nó vuông góc. Đó, vuông góc với hướng của kìm. Thứ hai là khi mình cái dây của mình này chỉnh torque cho cái răng của mình, do đó mình muốn chân răng đi vào bên trong này